Trong tình yêu, đôi khi xảy ra mâu thuẫn giữa nam và nữ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm ấy, không ai cũng đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện cho em đẹp. Và mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một cặp đôi trẻ điều khiển xe máy có xích mích với nhau. Sau đó, cô gái đã có hành động vô cùng nguy hiểm, coi thường tính mạng của mình khiến người khác phải lắc đầu. Không hiểu lý do là gì, cô gái trẻ đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, bất ngờ lao ra giữa đường, chặn đầu xe tải. Rất may là khi ấy chủ nhân lái chiếc xe ô tô đã đi chậm rãi và làm chủ được tốc độ, bóp phanh kịp thời để không có tai nạn xảy ra. Chỉ ít giây ngay sau khi hành động này xảy ra, một thanh niên được dự đoán là bạn trai đã chạy tới can ngăn và kéo cô gái vào ven lề đường, nơi đang dựng chiếc xe máy của hai người từ trước. Anh ta cũng ra dấu để gửi lời xin lỗi đến tài xế. Qua thái độ cùng cử chỉ vùng vằng của nữ chính, có vẻ như hai người này đang xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đoạn clip được đăng tải, phần đông dân cư không đồng tình với cách hành xử của cô gái. Theo đó, dân mạng cho rằng việc cảm tính như vậy không chỉ coi thường tính mạng của mình mà còn có khả năng gây họa cho người khác.